Nội dung của bài tập số 1 như sau. Tìm chữ số A, B thích hợp để 8.000 A trăm, ba chục, B đơn vị chia hết cho 2, 5 và 9 đều dư 1. Các con nghe lại nhé. Tìm chữ số A, phẩy B thích hợp để 8 A 3 B chia hết cho 2, 5 và 9 đều dư 1. Các con đã thấy ở bài này khác với buổi trước mà chúng mình học thì ở đây điều kiện chia hết là điều kiện ở đây là chia có dư. Chính vì vậy chúng mình lại bắt đầu xác định giải từng dạng một. Đầu tiên, cô sẽ lựa chọn để giải cách đầu tiên như sau nhé. Số chia hết cho 2 và 5 thì có tận cùng là 0. Chia hết cho 2 và 5 dư 1 sẽ có tận cùng là 1. Chính vì vậy nên B bằng 1. Cô tìm được B rồi, cô sẽ thay vào bài và cô sẽ có số đã cho có dạng 8A31. Vì cô thay B bằng 1 rồi. Bây giờ số cần tìm chia hết cho 9 dư 1. Có đúng không các con? Vậy chia hết cho 9 là tổng các chữ số của nó cộng lại chia hết cho 9 dư 1. Đây. Số chia hết cho 9 có các tổng chữ số chia hết cho 9. Còn số chia hết cho 9 dư 1 thì tổng các chữ số của nó chia cho 9 cũng dư 1. Các con nhớ nhá. Các số chia hết cho 9 là số có tổng các chữ số chỉ chia hết cho 9. Thế còn số chia cho 9 và dư 1 là số có tổng các chữ số chia cho 9 cũng dư 1. Vì vậy bây giờ ta sẽ có tổng các chữ số của số đã cho sẽ là 8 cộng A cộng 3 cộng 1 bằng 12 cộng A